Dạ xin kính chào các bạn. Thân ái xin giới thiệu với các bạn cái cây này là cây táo, cây táo và cây cây bầu. Thì cây táo nó là ở đây, nó ở sát ngay bên bờ rào. Thì cái hạt giống này mình trồng cái cây nó cách xa đây khoảng 8 tới 10 feet. Như cái gốc ở đây thì mình thấy nằm sát ở đây là cái rễ của nó nó ăn tới đây rồi nó lên. Thì mình trồng ở đây để cho hàng xóm láng giềng họ cũng ăn hưởng, nhưng mà họ không có thích qua bên cái cành nó qua bên bên họ, nhưng mà trái bầu qua bên họ thì được, không sao hết bởi vì họ thích ăn bầu. Ok. Trái táo nó ra rất là nhiều. Hôm nay mình để ý đến thì mình thấy ở trên nó có nhiều táo đã được ăn rồi. Dạ đây có một góc nhìn khác về trái bầu. Mình vừa mới hái vô hai trái bầu nữa rồi. Năm nay thì bầu nó ra rất là nhiều. Mưa xuống và nắng lên đó, thì mình thấy bầu nó ra rất là lẹ. Dường như trái này nó hơi già. Nếu mà mình bấm cái ngón tay của mình vô mà nó vô cứng thì mình phải muốn ăn lắm, mình phải gọt vỏ, nhưng mà cái này thì nó vẫn còn vô mềm thì mình cũng vẫn có thể ăn được. Như trái này thì có thể là vẫn còn non. Ok, vậy thôi mình hái mấy trái vô non. Thật ra thì có mấy trái nó cũng hơi già rồi. Mình reo giống, reo đại cho nó lên thôi, reo đại cho nó lên. Thì đây mình thấy có một trái ở dưới, ở trong đây. Thì trong đây thì mình thấy rằng là nó có một cái bầu to lắm, nó là to lắm, nó nằm trong đây ha, nó già rồi đó. Mình mới hái quả trái bên cạnh. Đây có một trái bầu, một trái bầu như thế này. Dạ vâng, trái bầu như thế này. Dạ vâng, đây là mình thấy một trái bầu nha. Ok, bây giờ mình lên trên mái nhà chút xíu để mình trồng ở đây cho nó leo lên đây. Đây đó, thấy chưa, bạn thấy không, trái táo đó. Táo ăn được, ăn được đó. Như vậy nhé, bây giờ mình leo lên cho nó, mình hái táo nha, để dành. Dạ đây nó cũng có một trái táo trên này không, trái táo ở đây không, và trái táo nằm ở đây, trái táo nằm ở đây. Đây là trái bầu non đang ở đây. Thì mình quay ở góc độ này nó hơi khác chút xíu. Dạ đây là táo ha, đây là táo. Khi mà mình là chặt cành nó xuống thì táo nó vẫn lên ha. Mình năm nay mình chặt cành xuống, mình giới hạn một số táo thôi để mình có thể dùng cho nhà và cho ở người thân của mình, những bạn bè họ đến. Thì đây mình đi lên trên này chút xíu. Đây là, ok, đây là cái bầu nó vẫn ra liên tục. Mình trồng được hai cây ăn thoải mái lắm. Năm nay mình bị mất mùa mướp. Như bây giờ mình thấy thì cái cây táo này nó vẫn ra bông, thì mình hy vọng là mình sẽ ăn được suốt năm. Có một cách đó là mình để một cây cho nó ra trái bình thường, còn một cây thì mình tỉa xuống để cho nó ra trái muộn lắm, mình được ăn nha bạn. Đây mình leo lên. Dạ đây là cây su su, mình rau giống thì mình có thể gặp được. Tới mùa này thì nó không có trái. Tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì mình có hái một đợt. Nhưng bây giờ thì nó lên ngọn rất là mạnh. Hy vọng rằng là tháng 9, tháng 10 thì mình có thể có trái ăn. Bởi vì bây giờ cũng thời tiết đâu rồi, nó lại nguyên về mát mát rồi. Nó cũng hơi đổi mùa, sắp sửa vào mùa thu. Dạ bên này đó thì nó héo hết. Mình có cảm giác như là có một cái ngọn gió mùa thu nó đến, lạ lắm, thì mình cảm thấy là nó như vậy. Nhưng mà vẫn còn mùa hè nha bạn, vẫn mùa hè nóng, rất là nóng, tới tháng cuối tháng 9. Dạ đây bạn đang thấy đây thì đây là bắt đầu cuối tháng 7 rồi.
Mình thấy có trái táo như thế này. Trái táo này chín rồi nó cũng mềm mềm không? Mềm. Bóp cho nó mềm. Đây có một cái trái táo có con gì nó ăn. Đây. Thì nó đã chín rồi bạn ha. Đã chín rồi. Thì trái táo này thì nó nứt như vậy thì sẽ chín rồi, ăn rất là ngọt, rất là ngọt. Như mình giới thiệu với bạn đó là cái cây này đó thì mình để mình ăn đầu mùa, mình ăn đầu mùa. Làng thị xóm láng giềng thì người ta đã được ăn rồi, còn mình thì bây giờ mình sẽ được ăn ha. Mình mới phát hiện ra, mới phát hiện ra, bởi vì mình nhìn thấy cái cây mà mình tỉa xuống đó, mình tỉa xuống đó thì thì nó mới ra trái thôi. Như cái cây như cái chỗ này thì nó đang ra bông, đang ra bông thì nếu mà nó đậu hạt đó thì nó sẽ mình sẽ được ăn muộn ha, sẽ ăn muộn. Như chỗ này như thế này. Thì trái này thì rất là ngọt, mình thấy mình ăn những cái trái này nó rất là ngọt. Nhưng mà nó không có khi mà nó trở thành đen hẳn đó, trở thành đen hẳn đó thì nó mềm, nó chua. Không biết là người ta làm thuốc bằng như thế nào, nhưng mà như thế này đó thì cũng đủ làm thuốc rồi. Làm thuốc rồi nha. Ăn rất là ngọt. Ăn rất là ngọt. Có nhiều người mình mang đi mình biếu tặng đó, họ khen rất là ngọt và họ ăn. Khi mà mình quay như vậy đó, mình lạ cái là mình cũng có một cái cảm tưởng dường như là họ không biết ơn. Mình đến với nhau để mình tạ ơn nhau và tạ ơn trời, tạ ơn trời và tạ ơn nhau. Bây giờ mình nói xuôi, nói ngược, nói kiểu nào cũng được hết. Nhưng mà mình lạ cái là mình quay như vậy mà họ không thấy cảm ơn ha. Cũng họ không thích. Thì nếu mà họ âm thầm không thích thì mình ngưng. Bởi vì họ không thầm, họ quen rồi. Nhưng mà Chúa cũng cho biết, Chúa và mẹ Maria, Thánh cả Giuse đã cho mình biết rằng là họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi. Thì chắc có lẽ họ đi rồi chứ còn gì đâu mà đợi ha. Thì bây giờ như trái cây này thì nó tới mùa thì mình sẽ mời tất cả mọi người, ai đó họ ăn được thì họ ăn. Trái này thì mình bóp vô bụng cứng ha. Thì họ ăn được họ ăn, nhưng mà tại sao trong sách, trong vở họ truyền lại là mình phải biết ơn, tạ ơn trời và tạ ơn nhau. Thì tới tháng 11 đó thì mình sẽ giúp nhau về vấn đề đó. Hôm nay thì mình nghe đến trong phúc âm sáng đi lễ thì nghe cha giảng thì giảng về về reo hạt, thì cái lời nói cảm ơn, cái lời nói của cha của mẹ dặn dò mình trồng để có của ăn của uống ha. Chắc có lẽ là mình sẽ không có giới hạn đâu. Mình sẽ không có giới hạn là phát triển những cây ăn trái, rồi những cái chất vitamin ha. Trong đây thì nó có chất dinh dưỡng sinh để cho nó sinh tồn cho cơ thể của mình, sinh sống cho cơ thể của mình. Thì mình rất là tiếc rằng là nếu mà mình đến với nhau, thật sự đến với nhau đó, diện đối diện đó, thì hay hơn. Nếu mình sửa xe hay là mình sửa nhà mà mình chỉ cho bạn tận nơi, mà mình đến đây mình hái, mình ăn cái trái này tận nơi đó, thì có nhiều người họ tới đây họ hái và ăn tận nơi lắm. Như chị Thanh ca vợ anh Cần đó, quen biết chị đã mấy chục năm rồi. Chị tới chị ăn, chị khen ngay trong đây thì chị vui lắm. Thì cái cây nó cứ ra hoài. Nhưng mà nếu mà người nào họ tới họ ăn mà họ chê ngay cái cây đó, thì cái khi mà cái người nó đến đó, thì cái cây nó biết nó sẽ rụng xuống. Đặc biệt là khi mà mình leo lên cây, leo lên nhà như vậy mình hái đó, thì cái cây nó biết nha bạn, thì nó rung và nó gãy cành xuống, là nó không có cho cái người đó, không có thích cái người đó leo lên cây. Mà họ leo lên xong họ ăn thì cái sự phản ứng của cái cơ thể của họ nó cái cây nó phát ra, thì cái cây nó biết được. Thì đây thì cái mùi thơm của trái cây này nó lan tỏa ra. Thì khi mà mình sống với nhau đó mà tâm linh của mình nó lan tỏa ra đó, thì cái người bên cạnh nó họ biết được. Nhưng mà
một cách nào đó họ chối, hoặc là họ nói rằng là ok, không phải là xuất phát từ ở nơi tôi. Vậy thì hai người thì cái người nào đó họ biết, thì họ 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 biết rằng là cái ở giữa hai người đó có một người khác, có một đấng tâm linh, thì đó là Chúa Thánh Thần ha, Chúa Thánh Thần. Thì Đức Mẹ đến đó, Đức Mẹ đến, Đức Mẹ sẽ mang cho mình một cái mùi thơm thật là thơm, thơm thơm của một cái trái cây, hoặc là thơm của một cái bông hoa, thơm của một cái bông hoa đó thì mình biết được. Như là cái cây này đó, cái mướp này, rất tiếc là cái bông hoa này nó hơi héo rồi, nhưng mà mình vẫn ngửi thấy mùi. Thì mình vo cái bông này, mình vo cái bông này, hoặc là mình vo cái lá này, thì nó tỏa ra một cái mùi 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 là mình biết là cái mùi này nó là của cái mùi của cái cây bầu. Thì khi mà họ vừa mới hái bầu, họ vô trong nhà, họ bên cạnh, thì mình nói với họ là có phải anh vừa mới hái bầu không, có phải anh vừa đụng với cây bầu không. Thì họ chối, thì mình nói là tôi có thể nói được cái tương lai của anh, cái quá khứ của anh, và cái hiện tại của anh, và cái tương lai của anh. Nếu mà anh cứ chối như vậy thì sớm muộn gì thần linh Thiên Chúa cũng không có ở với anh, không có ở với anh với chị, là bởi vì trong cuối cuộc đời của anh sẽ bị lẫn mà thôi. Tại sao người khác lại minh mẫn cho tối suốt cuộc đời, mà khi mà Chúa đến ngay giường bệnh, Chúa đến để đón họ đi, thì tại sao họ nhận được Chúa mà còn anh thì không nhận được, và chị cũng không nhận được, hay là ông bà cha mẹ không nhận được, là bởi vì như vậy đó, là bởi vì mình bị nứt và mình bị tách rời ra. Như thế này là khi mà con chim mà nó ăn vô đó thì nó lành lại, nhưng mà nó vẫn còn bị cái lỗ hổm. Vậy thì trong cơ thể của mình nó bị một cái lỗ hổm nào đó thì mình phải bù đắp lại. Thì khi mà bù đắp lại thì không bù đắp lại được, mình cứ lớn như vậy mà phát triển thôi. Như cái trái này là nó bị nứt rồi. Vậy thì xin chúc bạn làm sao mà mình có thể ăn được trái cây, và mình có thể gặp được Chúa, và mình được chữa lành cho nó nguyên vẹn lại, để cho mình khỏi phải nứt nở, rạn nứt. Xin chào các bạn, chúc các bạn bình an.